Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chương trình sinh học lớp 9 bài 50 hệ sinh thái. Để biết được thế nào là một hệ sinh thái, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 1 la mã. Các em quan sát trên hình, cô có các cá thể cỏ, các cá thể sâu, các cá thể cầy, các cá thể hươu, các cá thể hổ. Tập hợp các cá thể cùng loài sinh sống trong một khoảng không gian nhất định ở một thời điểm nhất định thì tạo thành một quần thể sinh vật. Ở đây cô có quần thể cỏ, quần thể sâu, quần thể cầy, quần thể hươu và quần thể hổ. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau, tạo thành một quần xã sinh vật. Quần xã sinh vật này trong một khu vực sống nhất định thì người ta gọi đó là hệ sinh thái. Các em hãy quan sát cho cô hệ sinh thái trên. Trong hệ sinh thái này, các loài sinh vật ví dụ như là cỏ, sâu, cầy, hươu, hổ, vân vân, chúng đều có mối quan hệ tác động lẫn nhau. Và ví dụ như là cỏ là thức ăn của sâu, sâu là thức ăn của cầy, cầy là thức ăn của hổ, và còn tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường, ví dụ như là nhiệt độ, độ ẩm, đất, đá, vân vân, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Vậy, hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã, người ta gọi đó là sinh cảnh. Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh thì gồm các thành phần sau. Thứ nhất là các thành phần vô sinh như là đất, đá, nước, thảm mục, vân vân. Thứ hai là sinh vật sản xuất, thực vật. Các em đã học ở chương trình sinh học lớp 6 thì các em biết rồi, thực vật nó có khả năng quang hợp để tổng hợp lên các chất hữu cơ nên người ta gọi đấy là sinh vật sản xuất. Sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật, ví dụ như là hươu, nai, sâu ăn lá, vân vân. Động vật ăn thịt, ví dụ như là hổ, báo. Sinh vật phân giải, ví dụ như là vi khuẩn, nấm. Đây là hình ảnh hệ sinh thái rừng. Hình ảnh hệ sinh thái biển. Các em đang quan sát hệ sinh thái hoang mạc. Đây là hệ sinh thái hồ. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Đây là hình ảnh hệ sinh thái thảo nguyên. Hệ sinh thái nông nghiệp. Và đây là hình ảnh hệ sinh thái sông. Các loài sinh vật trong hệ sinh thái thì luôn luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại với nhau. Và mối quan hệ chủ yếu đó là mối quan hệ dinh dưỡng được biểu hiện ở chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Vậy, thế nào là chuỗi thức ăn? Cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở phần 1. Các em quan sát cho cô sơ đồ hệ sinh thái sau. Các em sẽ thấy các sinh vật ví dụ như là cây cỏ, sâu ăn lá, cầy, hổ, vi sinh vật. Các loài sinh vật này thì đều có mối quan hệ mật thiết với nhau và mối quan hệ đó chủ yếu là mối quan hệ về dinh dưỡng và người ta đã thể hiện chúng bằng các mũi tên, tạo thành một chuỗi thức ăn. Và trong chuỗi thức ăn này, mỗi một loài sinh vật là một mắt xích, ví dụ như sâu ăn lá là một mắt xích, cầy là một mắt xích, hổ là một mắt xích, vân vân. Vậy, chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là một mắt xích. Các em sẽ quan sát cho cô hình ảnh một chuỗi thức ăn sau. Cây cỏ, sâu ăn lá, cầy, hổ, vi sinh vật. Trong chuỗi thức ăn này, các em lưu ý cho cô
sâu ăn lá. Các em sẽ thấy, sâu ăn lá là sinh vật tiêu thụ mắt xích trước nó, đấy chính là cây cỏ. Nhưng sâu ăn lá lại bị sinh vật phía trước nó, đấy chính là cầy, tiêu thụ. Vậy, mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ. Cô có một chuỗi thức ăn sau. Thực vật: sâu, bọ ngựa, rắn, vi sinh vật. Trong chuỗi thức ăn trên, các thành phần của chuỗi thức ăn gồm có thực vật, đó là sinh vật sản xuất. Sâu, bọ ngựa, rắn là sinh vật tiêu thụ. Vi sinh vật là sinh vật phân giải. Trong các sinh vật tiêu thụ, các em sẽ thấy ở đây sâu là sinh vật tiêu thụ cấp 1. Các em lưu ý cho cô, sinh vật tiêu thụ cấp 1 gồm động vật ăn thực vật. Sinh vật tiêu thụ cấp 1 có thể là ký sinh trùng ký sinh trên thực vật, thân mềm ăn thực vật nổi, sâu ăn lá cây, chim ăn hạt và lá cây, các loài gặm nhấm, móng vuốt, vân vân. Bọ ngựa là sinh vật tiêu thụ cấp 2. Ở trong chuỗi thức ăn, các em lưu ý, sinh vật tiêu thụ cấp 2 bao gồm động vật ăn thịt. Chúng ăn thịt các sinh vật tiêu thụ cấp 1. Ở đây, rắn sẽ là sinh vật tiêu thụ cấp 3. Các em lưu ý, trong chuỗi thức ăn, sinh vật tiêu thụ cấp 3 và cấp 4 vân vân là các loài sinh vật ăn các sinh vật tiêu thụ cấp 2 và cấp 3. Cũng có thể là các sinh vật ký sinh hoặc động vật ăn xác chết. Đó là các thành phần của một chuỗi thức ăn. Trong chuỗi thức ăn, chúng ta có dạng bài tập số 1 như sau. Cho tên các loài sinh vật trong một hệ sinh thái. Yêu cầu là viết chuỗi thức ăn có các loài sinh vật trên, xác định các thành phần của chuỗi thức ăn đó. Ví dụ, cho tên các loài sinh vật sau: thỏ, vi sinh vật, cây cỏ, cáo, hổ. Phần A, viết hai chuỗi thức ăn từ các loài sinh vật trên. Phần B, xác định các thành phần của chuỗi thức ăn đó. Từ tên của các loài sinh vật trên, chúng ta có thể viết được nhiều chuỗi thức ăn, nhưng đầu bài yêu cầu viết hai chuỗi thức ăn. Cô có thể minh họa hai chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn thứ nhất: cây cỏ, thỏ, hổ, vi sinh vật. Chuỗi thức ăn thứ hai: cây cỏ, thỏ, cáo, hổ, vi sinh vật. Các thành phần của chuỗi thức ăn thứ nhất: sinh vật sản xuất là cây cỏ, sinh vật tiêu thụ cấp 1 thỏ, sinh vật tiêu thụ cấp 2 hổ, sinh vật phân giải vi sinh vật. Các thành phần của chuỗi thức ăn thứ hai: sinh vật sản xuất cây cỏ, sinh vật tiêu thụ cấp 1 thỏ, sinh vật tiêu thụ cấp 2 cáo, sinh vật tiêu thụ cấp 3 hổ, sinh vật phân giải vi sinh vật. Các em lưu ý cho cô, trong quá trình chúng ta viết chuỗi thức ăn thì cần lưu ý về mũi tên khi chúng ta viết. Vậy thế nào là một lưới thức ăn? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 2 nhỏ. Các em quan sát cho cô sơ đồ hệ sinh thái sau. Trên sơ đồ hệ sinh thái này, cô sẽ viết 3 chuỗi thức ăn. Đầu tiên, cây cỏ, sâu, cầy, vi sinh vật. Chuỗi thức ăn thứ hai: cây cỏ, sâu, cầy, hổ, vi sinh vật. Chuỗi thức ăn thứ ba: cây cỏ, hươu, hổ, vi sinh vật. Khi các em quan sát 3 chuỗi thức ăn này, các em sẽ thấy ở chuỗi thức ăn thứ nhất và thứ hai, nó sẽ có mắt xích chung, đấy chính là sâu và cầy. Ở chuỗi thức ăn thứ 2 và thứ 3, các em sẽ thấy nó có mắt xích chung, đấy chính là hổ. Vậy người ta
sẽ viết lại các chuỗi thức ăn này với các mắt xích chung để tạo thành một lưới thức ăn. Đây là minh họa lưới thức ăn. Trong đó có mắt xích chung, đó chính là sâu, cầy và hổ. Vậy, lưới thức ăn là tập hợp của các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung. Các em hãy quan sát cho cô một lưới thức ăn sau. Đây là sơ đồ một lưới thức ăn. Trong lưới thức ăn này, thành phần thực vật, đấy chính là sinh vật sản xuất. Các loài động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt là sinh vật tiêu thụ. Cuối cùng, vi sinh vật là sinh vật phân giải. Vậy, một lưới thức ăn hoàn chỉnh sẽ gồm 3 thành phần chủ yếu. 1 là sinh vật sản xuất, 2 là sinh vật tiêu thụ và 3 là sinh vật phân giải. Trong lưới thức ăn, chúng ta chú ý dạng bài tập số 2. Cho một lưới thức ăn, viết chuỗi thức ăn qua một mắt xích, tìm mắt xích chung và xác định các thành phần của lưới thức ăn. Ví dụ, cho một lưới thức ăn sau, các em sẽ quan sát lưới thức ăn trên. Đề bài yêu cầu phần A là tìm mắt xích chung, phần B xác định các thành phần của lưới thức ăn trên, phần C viết chuỗi thức ăn có sinh vật tiêu thụ cấp 1 là thỏ. Các em sẽ nhìn lưới thức ăn trên. Khi quan sát lưới thức ăn trên, các em sẽ thấy mắt xích chung đó chính là dê, thỏ, gà, hổ, cáo, mèo rừng. Các thành phần của lưới thức ăn trên sẽ gồm có sinh vật sản xuất, cây cỏ, sinh vật tiêu thụ cấp 1, dê, thỏ, gà, sinh vật tiêu thụ cấp 2, hổ, cáo, mèo rừng, sinh vật tiêu thụ cấp 3, hổ, sinh vật phân giải là vi sinh vật. Các thành phần, chúng ta vừa nói đến các thành phần của lưới thức ăn. Vậy thì chuỗi thức ăn có sinh vật tiêu thụ cấp 1 là thỏ thì có rất nhiều các chuỗi thức ăn. Cô ví dụ như là cỏ, thỏ, hổ, vi sinh vật. Chuỗi thức ăn thứ hai đó là cỏ, thỏ, cáo, vi sinh vật. Chuỗi thức ăn thứ ba, cỏ, thỏ, cáo, hổ, vi sinh vật. Chuỗi thức ăn thứ tư đó là cỏ, thỏ, mèo rừng, vi sinh vật. Củng cố. Qua bài học ngày hôm nay, các em lưu ý cho cô phần 1 La Mã, thế nào là một hệ sinh thái. Các em phải nắm rõ được khái niệm hệ sinh thái. Hệ sinh thái gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh. Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần chủ yếu sau. Thứ nhất, thành phần vô sinh. Thứ hai, sinh vật sản xuất. Thứ ba, sinh vật tiêu thụ. Và thứ tư là sinh vật phân giải. Trong phần 2 La Mã, chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, các em cần ghi nhớ cho cô. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là một mắt xích. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ. Các em cần ghi nhớ cho cô về lưới thức ăn. Lưới thức ăn là tập hợp của các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh sẽ gồm có 3 thành phần chủ yếu. Thứ nhất là sinh vật sản xuất. Thứ hai, sinh vật tiêu thụ. Và thứ ba là sinh vật phân giải. Dặn dò. Qua bài học ngày hôm nay, các em ghi nhớ cho cô khái niệm và thành phần của hệ sinh thái, chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Các em sẽ làm cho cô bài tập xong. Đây là sơ đồ một lưới thức ăn. Em hãy xác định các thành phần của lưới thức ăn trên. Các em chuẩn bị cho cô bài 53. Tác động của con người đối với môi trường. Trả lời câu hỏi: con người tác động đến môi trường như thế nào?
Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em học tốt.